Vâng, cửa hàng Miro xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và tiếp tục trong buổi sáng ngày hôm nay, em đã chuẩn bị sẵn hàng hóa cho bác anh em đây. Lần này em về hay về mic các bạn. Và buổi sáng nay em giới thiệu đến toàn thể các bác một mẫu mic có thể nói là ngon, bổ rẻ, sử dụng vỉ Beyer, vỉ xanh đời đầu, 4 hộp sóng, 6 số thôi nhá. Dòng mic này mic là mic sự kiện được bao nhiêu một giá thành rất là hợp lý. Em sẽ review cho tổng hôm nay em về được có 18 bộ thôi, không nhiều. Đây. Hàng về nguyên chất bãi về. Đẹp. Vì đối dòng mic bãi là em bán cả hàng mới nên là các biết thì đối dòng mic bãi này em phải chọn những bộ những cái lô hàng nó đẹp đẽ về phục vụ bác, chứ em không bán hàng nha ôm lô cái lô lộn cộm hàng xấu nhiều em không bán đâu. Nên là em chỉ nhập hàng đẹp về đây, trạng thái hàng đẹp. Kia bóc của anh ấy. Các bác nhìn từng cái tay mic này, từng cái củ nó này. Đây, bác nhìn cái tay mic này, kết chưa? Bóc ra, hàng vận chuyển gì em cái lô rất là đẹp nên em bọc bây giờ mà chít cẩn thận các nhá, cả đầu thu vậy, bọc mà chít rất là cẩn thận cho các bác và anh em. Đấy, bác nhìn cái tay mic này, chất không em quay ban ngày nhá. Đủ độ sáng. Chứ không phải quay buổi tối nó mờ mờ mà ảo, nhiều khi các bác cũng không định hình được nó đẹp hay đến đâu, đúng không ạ? Còn em quay sản phẩm bao giờ cũng quay ban ngày, các bác nhìn quay luôn. Sáng choang các bác này, nhìn chưa? Chiếc mic này. Chất không? Cái vì sự kiện bác nhìn chính là ở cái đuôi này này, đuôi anten này này, bác nhìn chưa? Phần chuôi nó. Nó thiết kế y xì như dòng mic biết miêu tả nào nhỉ? Giống như cái mic 550 Pro của DB. Nó sẽ tính năng y xì như vậy, các bác có thể xem em review nhá. Đây em sẽ mở một số mic, tay mic bất kỳ cho bác đi xem. Nói chung nhìn này bác biết độ đẹp rồi đúng không ạ? Em quay sát này, anh em bóc thêm vài cái nữa. Đấy, bác nhìn này. Đẹp không? Đây. Đẹp long lanh nhá. Vệ sinh sạch sẽ cho bác anh em về chỉ sử dụng thôi. Còn về đầu thu thì em sẽ review đầu thu đầu tiên nhá. Đây là dòng mic 6 số các bác nhá. Đầu thu 6 số, tay mic 6 số. Đây, 6 số này. Đối dòng này thì tiếng mic rất là dày và hay. Mã của sản phẩm mic này là Pura West, là dòng này nó là hàng xuất các bác nhá. Wetler, Pura Wetler. Quan trọng là các bác mua mic bãi thì bác, vì là có nhiều bác không am hiểu về tính năng thì bác cứ xem cho em cái ruột cho em. Còn giữa vỉ tím và vỉ xanh thì nó là tương đương nhau, nhưng cái quan trọng bác nhìn cái tụ hóa nó ấy. Đây em quay cho bác tụ hóa này. Quay cho bác sắc led luôn. Cái mã trên IC nó U750 này. Cái này mà sử dụng dùng giống như vỉ của Beyer các nhá. Hôm trước em bán cho bác cái vỉ cái mic Beyer mà cũng vỉ xanh này, nhưng nó đời thấp hơn, nó chỉ có một màn hình ấy thôi và nó 3 số thôi. Thì hôm nay em quay cho bác là cái sử dụng cái vỉ Beyer này. Cái mã mic nó là Pura West L bác nhá. Pura West L. Mặt màu đen, rất là dễ hứa ghép. Các bác nhìn ở các con tụ vàng cho em. Cái mic nào càng nhiều linh kiện, càng nhiều tụ vàng này làm cái độ chất nó càng cao. Và cái thứ hai nữa là sử dụng vỉ main 4 hộp sóng các nhá. Đấy, sao cái mic bãi là dùng bao năm mà vẫn độ bền cao này. Và cái thứ hai là điều quan trọng em nhập cái lô mic nó về nó đẹp thì cái chất lượng thì nó sẽ cao hơn chút bác nhá, chất lượng sẽ cao hơn. Và em tuyển chọn các bác mua mic bên Hiếu Minh được tặng kèm theo tay chống lăn đầy đủ này. Củ adapter thì nó là củ bãi, nguyên chất bãi, nó củ bãi nhá. Adapter củ bãi thì em sẽ lau sạch sẽ hơn cho anh em nhá, củ bãi này. Đấy, và dây số ly được chưa? Anten nữa. Anten đây, được chưa? Củ bãi thì nó vứt ở bên ngoài thì nó bẩn hơn một chút nên em sẽ vệ sinh cho bác cái củ bãi, cái củ adapter kia. Và quay vào phần tay mic. Đây bác nhìn tay mic hiển thị 6 số nhá. Hiển thị 6 số này. Và cái mic này chuyên sự kiện thì nó sẽ không có chế độ ngắt, nhưng bác nhìn này, gạt này. Gạt tắt rất là tiện lợi bác nhá. Gạt tắt cực kỳ tiện lợi nên là bác không cần phải thao tác nhiều. Và cái thứ hai nữa là trên cái tay mic này, các bác lưu ý này. Nó có cái chế độ rất là hay là các bác không phải chuyển đổi tần số sóng mà các bác không phải là ngồi gần phải dí tay vào đây để set đúng không ạ? Bác chỉ chuyển đổi cho em trên đây. Bây giờ bác nhìn chữ này, ấn set và tăng giảm tần số và chỉnh tần số theo tùy ý. Và đây nó có IRA này, có nghĩa là cái mắt thần để bắt vào rồi. Nên bác không phải ngồi nữa mà bác có thể ngồi ở xa. Cách có thể năm em thử chưa thử xa quá, nhưng em thử vài mét là bác ngồi xa, vài mét là bắt thoải mái với thay đổi tần số sóng là được. Đó là điểm rất là hay của dòng mic này.
Nó ít xì như dòng lick Bờ Hiếu mình đang bán, cái dòng lick của DBA Utic máy hiệu 550 Pro. Mới em bán hàng mới là trên 5 triệu ấy. Thì bác mua hàng bãi thì giá nó êm hơn. Đây là phần củ mic của em nó bác nhá. Củ mic cũng rất là chất bác nhá. Củ mic bãi thì nó khác với các củ mic xua. Củ mic bãi nhìn nó khác hẳn luôn. Nó thiết kế ngấn này, cắt CNC, bọc chua, bọc cái chụp này nó sử dụng chụp nhựa. Và chụp ở trong nó là củ chính. Và đây ở ngoài nó bọc chụp ngoài. Yeah. Chúng rất là đẹp các bạn. Phải nói từ rất là đẹp các nhá. Tắt bật thì bác chỉ cả trên đây cho em này được. Đấy. Và tắt đi là xong. Đấy, ợp luôn. Dòng mic sử dụng anh em đi sự kiện thoải mái luôn. Sóng xa khỏe. Các nhá. 10-1 thằng tuyển chọn đạt khoảng 85% các nhá. 85%. Nói 90-95% nghe nó hơi quá nhưng nó ít nhất phải 85%. Vì từ cái đầu thu vậy nó rất là đẹp các bạn này. Đầu thu rất là đẹp nhá. Hôm trước em về mic dòng Bayer bỉ tím thì báo cáo bác cũng hết hàng rồi. Và hôm nay trong buổi sáng hôm nay ngày 28 tháng 11 em tiếp tục về một lô hàng tổng 18 chiếc, số lượng không nhiều. Và giá thì em đưa giá một giá rất là tốt, giá trên 1 triệu đồng các bác xử cho mình một chiếc micro bãi này. Em sẽ giá trên đô đề bác nhá. 24 ở đếm số bộ này 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 này, 8 với đây nó cao hơn tí này, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này, 17 đâu một thiếu một chiếc nhỉ, ở dưới đây 18 chiếc nhá, 9 2 18, tổng 18 bộ thôi. Số lượng mic hôm nay em về đấy các bác ạ. Anh em có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ trực tiếp với nhá. Đối với những dòng mic và hàng đẹp như em giới thiệu đây, còn hàng xấu em không nói nhá. Đối với những hàng đẹp như này nó hàng về nó tùy theo mã, tùy theo số lượng. Nếu biết thì những dòng bãi ơi em bán giá số lượng tốt thì gần như hết luôn. Nên là anh em có tranh thủ đối với những mẫu mic đẹp và giá hợp lý thì nhanh tay liên hệ trực tiếp bên cửa hàng mình qua hai số điện thoại online đây. Và lưu ý các bác, hôm nay em báo cáo bác cái mức giá tốt đó là mẫu mic có 4 hộp sóng này. Bình thường trên thị trường anh bán nó dao động khoảng 2 triệu đến hơn 2 triệu những dòng mic Bayer này, sử dụng XYZ này, 4 hộp sóng này. Và hôm nay bán cho bác mức giá sập sàn luôn nhé. Các bác yên tâm, nếu mình làm mẫu nào thì sẽ ưu ái cho bác mẫu giá tốt đó. Nhưng ngược lại, các bác khách hàng là nhà người tiêu dùng thông thái thì các bác có thể lựa chọn những cơ sở uy tín. Và cái thứ hai nữa là các bác ủng hộ em thì em bán nhanh hết hàng thì em lại nhập tiếp tục về những mẫu mic đa dạng hơn, giá thành hợp lý hơn, phục vụ các bác cùng anh em. Và xin chào tạm biệt tất cả bác nhé.